Trong tập 10 chương trình Sau Ánh Hào Quang, diễn viên Lê Giang chia sẻ chị từng bị chồng cũ, nghệ sĩ Vi Phương bạo hành. Sau đó chị gặp một người đàn ông, người đó là một nghệ sĩ hài rất nổi tiếng. Lúc chị ở dãnh nhiều áp lực lắm rồi, đủ thứ chuyện, chị cũng bị đòn. Chị bị đánh nhiều lắm, chị bị liệm từ cầu thang liệm xuống rồi đánh đau quá, chị cứ năn nỉ đừng có đánh, đau. Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, chồng cũ của Lê Giang cho biết không có chuyện anh đánh đập vợ cũ. Lời nói chân thật của tôi để bắt các bạn đánh giá con người của tôi. Tôi đâu có phải là con người, chứ không phải con súc vật hay con thú mà đi làm cái trò đó. Đánh vợ con xô ngã xuống cầu thang, rồi ném xuống cầu thang như vậy. Tôi không làm điều đó đâu các bạn. Vi Phương nói sau khi chương trình lên sóng, cuộc sống của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Quán ăn của diễn viên tại đường Bình Phú, quận 6 chỉ còn vài khách, dù trước đó tấp nập. Cuộc sống vốn bình thường bỗng trở nên đổ nát. Gia đình của anh đang lao đao vì những thông tin vu khống. Từ khi có những thông tin đó, rồi sau đó liên tiếp với lại giãn khách, cho đến khi mà báo chí đưa lại thông tin, thì có những khán giả, có những người thương đi ngang thấy quán Vi Phương và bước vào. Vi Phương cho biết anh vẫn chưa liên lạc lại với vợ cũ sau những lùm xùm vừa qua. Nam Danh Hải cũng xác nhận đã thông qua luật sư và gửi đơn kiện đài truyền hình thành phố, và gửi đơn kiện đài truyền hình HTV và chương trình Sau Ánh Hào Quang lên Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 11 tháng 12. Hiện Vi Phương đang sống cùng vợ và các con nhỏ. Anh kể những năm gần đây, anh vừa đi diễn vừa kinh doanh, lo cho gia đình. Nghệ sĩ đau đớn vì sau nhiều năm cống hiến cho sân khấu, anh bị không ít khán giả quay lưng.